Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì Mai sẽ chia sẻ với mọi người về những mục để có thể giúp cho chúng ta kết nối, có những cái tư duy làm sao có thể kết nối MLM hiệu quả. Và bây giờ thì Mai sẽ chia sẻ màn hình trực tiếp cho mọi người nhìn cho được dễ hơn nhé. Ok. Đó chính là gì ạ? Khi bạn lựa chọn cuộc đời, ở ô 10% thì bạn phải trả giá những gì? Phải trả giá những gì, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là mọi sự thành công nó đều có cái giá của nó. Vậy thì bạn có sẵn sàng để trả giá hay không? Đúng không ạ? Xã hội của chúng ta, trong xã hội thì có 90%, ô 90% và ô 10%. 90% rất là đông ạ. Đông như quân Nguyên luôn, cực kỳ nhiều người. Rất là đông ạ. Và ở bên đây hay còn gọi là ở quê, đúng không ạ? Quê có rất là nhiều. Và ở bên đây top 10% hay còn gọi là thành phố. Giàu hơn mà là ở phố. 10% và top 1% thì nó chỉ chiếm cái này thôi ạ. 10% thì dân số cũng sẽ ít đi hơn rất là nhiều. Và bên 10% này là những người giàu và giới siêu giàu nằm ở top 1% này. Và bên 90% này được ví như là nhộng. Đúng không ạ? Trong một cái kén chật chội có rất là nhiều người. Còn ở thành phố bên đây thì được ví như là bướm. Nó có thể bay lên không trung, bay lên cao. Đúng không ạ? Và bạn phải trả một cái giá. Bạn phải trả một cái giá. Phải trả một cái giá. Bạn phải trả một cái giá. Bạn phải trả một cái giá.
Để có thể di cư từ quê lên thành phố, chúng ta cần phải trả một cái giá đúng không ạ? Ban đầu thì rất là khó khăn. Ban đầu thì khó khăn. Ban đầu thì khó khăn. Bạn phải là một tờ giấy trắng đúng không ạ? Bạn phải là một tờ giấy trắng. Bạn phải là một tờ giấy trắng, bạn cúi đầu học hỏi. Đừng có cái tôi cao ạ, bạn cúi đầu học hỏi. Khi chuyển ô. Có rất là nhiều người, họ có một cái tôi rất là cao, họ nghĩ là họ thành công trong một công việc cũ và luôn mang theo cái tâm lý đó đi. Mọi người hình dung là khi chúng ta chuyển ô đúng không ạ? Dù ở cái ô này bạn thành công đến mấy, nhưng khi bạn di cư sang đây thì bạn cũng chẳng là cái gì cả đúng không ạ? Và bạn phải cúi đầu học hỏi thì quý nhân mới muốn giúp đỡ bạn. Còn mà cái tôi cao quá, to quá thì không ai muốn giúp đỡ đúng không nào? Khi chuyển ô này, thứ hai đó chính là đôi khi muốn từ bỏ. Đôi khi muốn từ bỏ. Mỗi khi muốn từ bỏ. Từ bỏ. Thì hãy nhắc nhở bản thân. Thì hãy nhắc bản thân. Ô 90% nhung nhúc. Được không ạ? Nhung nhúc người mà lại bé, mà bánh lại bé. Một miếng bánh thế nhưng mà rất nhiều người tranh, thì có phải là chúng ta nhiều cũng rất là dễ chết đói không ạ? Không được cái gì cả. Rồi là mất dần mối quan hệ đúng không ạ? Khi bạn dịch chuyển từ đây sang đây thì bạn sẽ mất những cái mối quan hệ cũ, mất dần mối quan hệ. Xây dựng một lớp bạn mới, xây dựng một lớp bạn mới. Xây dựng một lớp bạn mới. Ở thế giới 10%, ở thế giới 10%. Bạn thấy đơn phương độc mã đúng không ạ? Đơn phương độc mã. Bốn. Bốn, đó chính là nhiều người ngăn cản. Nhiều người ngăn cản. Bạn, đặc biệt là người thân đúng không ạ? Đặc biệt là người thân. Người thân rất hay ngăn cản. Khi bạn đăng những bài đầu tiên về sự nghiệp. Bài đầu tiên về sự nghiệp mới của bạn. Thì rất nhiều người
Xông vào khuyên răn. Xông vào khuyên răn. Đúng ạ. Như thế này không được đâu, như thế kia không được đâu. Cái gì họ cũng khuyên. Lời khuyên miễn phí ạ. Lời khuyên miễn phí thì ai chả khuyên được đúng không ạ? Nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu. Có những cái lời khuyên miễn phí. Lời khuyên miễn phí đúng không ạ? Thì không hề có giá trị. Thì không hề có giá trị. Ai khuyên bạn? Ai khuyên bạn? Ai khuyên bạn? Một người không kiếm ra tiền. Một người không kiếm ra tiền. Chuyên thất bại. Chuyên thất bại. Chuyên thất bại. Những người không có kinh nghiệm. Những người không có kinh nghiệm. Những người không có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Về lĩnh vực này. Khuyên bạn. Đúng ạ. Người ta chẳng 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 hề làm công việc này nhưng mà người ta khuyên như đúng rồi. Khuyên bạn đúng không ạ? Những người khuyên bạn họ có lo. Khuyên bạn họ có lo cho cuộc đời bạn hay không? Năm, bị ghét không lý do đúng không ạ? Không lý do, thậm chí là bạn thân ghét, đang là bạn thân quay ra ghét nhau. Và khi bạn có kết quả ở ô 10% thì những người bạn có kết quả ở ô 10% thì những người ở ô 90% ghét bạn. Và thấy bạn nhộng hóa bướm bạn khác vì bạn lột xác, nhộng hóa bướm đúng không ạ? Họ ghen ghét đấy ạ. Họ ghen ghét rất là nhiều, ganh tị rất là nhiều, xấu tính lắm. Sáu, đó chính là nghi ngờ bản thân mỗi khi khó khăn xảy ra. Điều này mình nghĩ là rất là nhiều người nghi ngờ bản thân khi khó khăn xảy ra. Khi khó khăn xảy ra vì khi ở ô 90% bạn cũng có thành tựu. Cũng có thành tựu. Thế mà ở ô 10% bạn lại là học sinh vỡ lòng ạ. Bạn là học sinh vỡ lòng.
những thất bại mà bạn phải đối mặt. Những thất bại bạn phải đối mặt. Khi mà bạn leo lên một cái nấc thang thành công, bạn leo lên đúng không ạ? Khi bạn leo núi thành công, bạn sẽ gặp nhiều điều chưa bao giờ biết. Khi bạn leo leo núi thành công, bạn sẽ gặp những điều bạn sẽ gặp những điều chưa bao giờ biết. Chưa bao giờ biết. Vấp ngã. Đây là bài thi lên lớp, đúng không ạ? Mà nếu có vấp ngã thì đây là bài thi lên lớp. Lên lớp. Được chưa nào? Và chúng ta có những cái sai lầm. Đó chính là gặp thất bại thì từ bỏ. Thì từ bỏ. Bằng với từ chối thi lên lớp. Từ chối thi lên lớp ạ. Và điều số 4. Điều số 4. Đó chính là các đắc nhân tâm bạn cần áp dụng. Áp dụng đắc nhân tâm. Áp dụng đắc nhân tâm ạ. Vào bán hàng và tuyển dụng. Được chưa nào? Bạn cần phải trở thành một nhà lãnh đạo. Bạn phải là một nhà lãnh đạo. Đúng không? Muốn có tiền, bạn phải trở thành một nhà lãnh đạo. Thị trường Việt Nam nó lớn như thế này cơ mà. Đúng không ạ? Thị trường Việt Nam lớn như thế mà chúng ta thấy rằng đội nhóm càng lớn, đội nhóm càng lớn bằng với thu nhập càng cao. Mươi hàng tháng nhận tiền thụ động, thu nhập thụ động. Đúng không ạ? 20 hàng tháng nhận thu nhập chủ động. Nhân tâm thứ nhất đó chính là con người thường quyết định bằng cảm xúc. Con người thường quyết định bằng cảm xúc. Mua hàng bằng cảm xúc đúng không ạ? Đánh vào cảm xúc của đối tác. Đánh vào cảm xúc của đối tác. Bạn bán hàng và tuyển dụng. Được đúng không ạ? Khách hàng mua hàng bằng cảm xúc thì bạn cũng phải là một người nắm được cái cảm xúc của khách hàng để mà bán hàng cho họ. Hai, đó chính là giữa ý chí logic, giữa ý chí logic cộng với cảm xúc
thì cảm xúc luôn thắng. Cảm xúc nó mãnh liệt lắm mọi người, không ai có thể ngăn lại được cái cảm xúc đấy đâu. Ba, đó chính là khen ngợi, động viên. Khách hàng rất thích khen ạ, khen ngợi, động viên, khuyến khích. Là liều thuốc bổ cho mọi đối tác, cho mọi đối tác, trong đó có khách hàng, vợ chồng, rồi là up down đúng không ạ, vân vân. Ai, bất cứ ai cũng thế, rất thích khen ngợi, không ai thích bị chê đâu ạ. Rất thích nghe khen, lời khen đúng không ạ? Chúng ta nắm rõ được cái điều này. Mặc dù có những người, người ta nói rằng là có vẻ là nịnh hót, nhưng mà chúng ta hãy khen một cách rất là tinh tế, khen một cách tế nhị, tinh tế, để làm sao cho nó không bị sáo rỗng. Còn nếu như người ta là một cái người vô cùng là xấu, xong rồi vào khen, chụp cái ảnh khen người ta xinh, thì người ta cảm thấy là đang kiểu bị mỉa mai ấy. Vậy nên là chúng ta khen ngợi chúng ta cũng phải tinh tế nha. Bốn, đó chính là chỉ trích, áp đặt ai đó phải theo ý mình, phải theo ý mình. Bạn thường không có tác dụng theo ý mình, thì thường không có tác dụng hoặc ít tác dụng đúng không ạ? Năm, đó hoặc là ít tác dụng nhất thời. Năm, đó chính là cá ăn giun chứ không ăn trái cây. Cá ăn giun chứ không ăn trái cây. Nhớ điều này ạ. Vậy mà nhiều người bán hàng, vậy mà nhiều người bán hàng, nhiều người bán hàng không hề nghĩ đến, nghĩ đến quan điểm, nhu cầu, tâm lý khách hàng. Muốn câu cá thì đừng dùng trái cây. Muốn câu cá thì đừng dùng trái cây. Đừng bao giờ tư vấn những cái mà khách hàng người ta không cần, họ ghét đấy. Sáu, và đối với những khách hàng khó tính, người ta rất là cảm thấy mất thời gian, nên là chúng ta cần phải nhạy bén trong cái việc mà thu thập thông tin của khách hàng. Con vật nào cũng phải cho ta thứ gì đó. Con vật nào cũng phải cho ta một thứ gì đó. Ta mới nuôi chúng. Đúng ạ. Gà thì cho trứng, bò thì cho sữa, trâu thì đi cày. Thì chúng ta mới nuôi đúng không ạ? Và có một con gọi là chó, cho chủ mỗi tình yêu, nó cho chủ mỗi tình yêu, tình yêu và sự quấn quýt, và sự quấn quýt. Và sự quấn quýt. Không cần làm gì cũng sung sướng, không cần làm gì cũng sống sung sướng. Sung sướng. Bạn thấy mình có bằng con chó không ạ? Bạn có bằng con chó không? Đúng ạ.
Bạn yêu người. Bạn yêu người quấn quýt người, bày tỏ tình yêu với người. Nhận được nhiều lợi từ con người. Bảy, đó chính là luôn phải quan tâm đến những người xung quanh, luôn phải quan tâm đến những người xung quanh. Vì đòi hỏi xung quanh quan tâm đến mình. Vì đòi hỏi quan tâm. Vì đòi hỏi xung quanh quan tâm đến mình. Đúng không nào? Và đấy là một cái nỗi khổ tâm ạ. Bạn thấy rằng là những người luôn đòi hỏi là những người cực kỳ phiền muộn và khổ tâm. Và khi vậy chúng nên là chúng ta hãy chăm sóc khách hàng giỏi để có thể tuyển dụng và dẫn dắt. Tám, đó chính là huấn luyện cho mình một giọng nói. Huấn luyện cho mình một giọng nói thân thiện dễ thương. Thân thiện dễ thương. Nghe cuốn hút. Đúng nào? Từ bỏ cái giọng bố đời. Cái giọng bố đời. Bố đời. 9, đó chính là tạo thiện cảm ngay từ ban đầu với đối tác. Tạo thiện cảm ngay từ ban đầu. Ban đầu với đối tác. Đúng không ạ? Cảm xúc ban đầu bằng với mỏ neo. Neo ngay từ ban đầu thì họ sẽ vô cùng thích. 10, đó chính là hãy mỉm cười. Hãy mỉm cười. Sởi lởi thì trời cho. Thì trời cho, đúng không ạ? Bo bo thì trời kiệt, đúng không ạ? 11, nhớ tên đối tác. Hãy nhớ tên đối tác. Một đối tác tiềm năng, tức là bạn cần phải quan sát kỹ năng đặc điểm của họ, ghi vào não. Đối tác này ghi vào não, đúng không ạ? Ghi vào não. 12, đó chính là luôn quan sát lắng nghe. Luôn quan sát lắng nghe người khác. 13, đó chính là chân thành trung thực. Chân thành trung thực. Mồm não trái tim thẳng hàng. Trái tim thẳng hàng. 14, luôn có cái nhìn đa chiều. Luôn có cái nhìn đa chiều. Đứng trên phương diện người khác. Phương diện người khác để đánh giá. Tránh hiểu lầm, đúng không ạ? Tránh hiểu sai. Tránh hiểu lầm, hiểu sai về người khác. Số 15, đó chính là đừng phát ra năng lượng lời nói tiêu cực. Đừng phát
ra năng lượng, lời nói tiêu cực. Đúng không ạ? Đừng có phát ra những cái năng lượng tiêu diệt những người xung quanh. Hủy diệt người xung quanh. Đúng không ạ? Rần không ai muốn gần bạn, kinh doanh không thành công. Kinh doanh không thành công ạ. Đúng không nào? Và nếu như chúng ta đem lại những cái nguồn năng lượng tiêu cực cho khách hàng hay là cho những người xung quanh thì họ sẽ không muốn chơi cùng với chúng ta, đối với đơn giản là cá nhân của Mai ấy. Đơn giản là cá nhân của Mai thì Mai cũng đơn giản là cá nhân của Mai thì Mai cũng phải luôn đem lại cái nguồn tích cực, năng lượng tích cực đến cho mọi người để mọi người có thể là có một cái nguồn năng lượng tích cực để có thể là chúng ta đem lại nhiều cái giá trị hơn. Bởi vì khi chúng ta kêu than phiền muộn thì những cái người mà người ta có suy nghĩ tích cực, người ta không muốn gần bạn. Đơn giản như mình, nếu như trên Facebook của mình ấy có những cái người mà suốt ngày kêu than, kêu khổ rồi là luôn đem lại những cái nguồn năng lượng tiêu cực thì mình muốn unfriend luôn, chứ mình không muốn để trên Facebook của mình để đem lại một cái nguồn tiêu cực ở trên Facebook của mình, đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta hãy luôn tích cực và áp dụng 15 cái nguyên tắc trong đắc nhân tâm và bán hàng và tuyển dụng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ của em.